Ngô Trấn Vũ sau 5 năm trở lại với phim truyền hình được đánh giá cao, diễn xuất không lời thoại gây chấn động lòng người. Ngô Trấn Vũ, năm nay 62 tuổi, trong những năm gần đây đã ra mắt nhiều bộ phim đạt được thành công cả về doanh thu và tiếng vang, như bộ phim Mặt Sát với doanh thu vượt 10 tỷ nhân dân tệ, một con số ấn tượng. Không ngờ rằng sau 5 năm, anh tiếp tục ra mắt bộ phim truyền hình, web drama, Câu Chuyện Bên Dòng Nước và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt, một cảnh diễn xuất bằng ánh mắt mà không có bất kỳ lời thoại nào đã được cộng đồng mạng khen ngợi là đẳng cấp giáo trình. Mang đến cảm giác rung động mà không cần ngôn từ, thể hiện kỹ năng diễn xuất của một ảnh đế. Trong bộ phim lần này, Ngô Trấn Vũ đóng vai chú Tề, một người đứng đầu của vùng bên dòng nước thuộc Tam Biên Phố. Anh là người cung cấp các vật dụng hàng ngày cho những kẻ buôn lậu ma túy và duy trì mối quan hệ thân thiện với mọi thế lực, cả thế giới đen lẫn trắng đều có thể liên hệ được. Là một thế lực địa phương, Ngô Trấn Vũ thể hiện bên ngoài là một nhân vật đầy uy quyền và oai vệ, nhưng bên trong lại có một khía cạnh khác khó ai thấu hiểu. Trong một phân cảnh gần đây, anh đã thể hiện nội tâm phức tạp của nhân vật qua diễn xuất mà không cần đến bất kỳ lời thoại nào. Trong cảnh quay dài 10 giây không lời thoại, Ngô Trấn Vũ đứng một mình và nhìn chăm chú vào một bức ảnh trên tường. Qua sự chuyển động chậm của máy quay, khán giả có thể thấy được sự thay đổi phức tạp trong cảm xúc của nhân vật. Từ ánh mắt nhìn ra ngoài, rồi tập trung vào bức ảnh, ánh mắt của anh chuyển từ phía dưới lên trên với tốc độ nhanh, thể hiện một nỗi buồn dày đặc và những tâm sự nội tâm sâu kín. Sự biểu đạt cảm xúc không lời này đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Cảnh quay này được ví như bài học về diễn xuất đỉnh cao, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cư dân mạng để lại bình luận, thật sự là ảnh đế, diễn xuất quá tuyệt vời, diễn xuất thực sự là bằng ánh mắt, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ mà Ngô Trấn Vũ mang lại. Lê Diệu Tường mạch Trường Thanh du lịch đỉnh Ngũ Chỉ Sơn ở Trung Quốc được mỹ nữ đồng hành. Gần đây, trò chơi 3A của Trung Quốc mang tên Hắc Thần Thoại, Ngộ Không trở nên cực kỳ phổ biến, khơi dậy làn sóng Tây Du Ký. Trong đó, phiên bản Tây Du Ký của TVB với sự tham gia của Trương Vệ Kiện, Lê Diệu Tường và Mạch Trường Thanh, Mạch Bao, luôn là ký ức chung của nhiều khán giả. Nhiều người ngay lập tức tò mò về hoạt động của họ. Hóa ra Trương Vệ Kiện đang tổ chức buổi biểu diễn tại Malaysia, còn Lê Diệu Tường và Mạch Trường Thanh thì cùng quay phim tại Trung Quốc. Gần đây, cả hai được người hâm mộ bắt gặp tại Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Hồ Nam. Đặc biệt, họ còn đi cùng một mỹ nữ, và danh tính của cô gái này sẽ được tiết lộ sau đây. Trong phiên bản Tây Du Ký của TVB, ngoài vai Tôn Ngộ Không do Trương Vệ Kiện đảm nhận, vai Trư Bát Giới của Lê Diệu Tường và Sa Tăng của Mạch Trường Thanh cũng được khán giả nhớ mãi, đến nay vẫn chưa ai thay thế được. Nhân dịp Hắc Thần Thoại, Ngộ Không nổi tiếng, Lê Diệu Tường và Mạch Trường Thanh đã đến đỉnh Ngũ Chỉ Sơn ở Trung Quốc để quay chương trình. Cả hai cùng ôn lại những kỷ niệm khi quay bộ phim năm xưa. Ngũ Chỉ Sơn là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hồ Nam, nên cả hai được nhiều du khách nhận ra. Đặc biệt, một nữ người hâm mộ với thân hình gợi cảm, vòng eo thon và đôi chân trắng nõn đã thu hút sự chú ý. Hóa ra cô gái này là một hot girl mạng xã hội có tên là A Thái, thường xuyên đăng tải các video giới thiệu về ẩm thực và du lịch trên Tiểu Hồng Thư. Gặp gỡ ngẫu nhiên với hai ngôi sao Lê Diệu Tường và Mạch Trường Thanh, cô không ngại khoe khoảnh khắc này lên mạng xã hội. Lê Diệu Tường quay video kiếm sống, tự thú muốn làm vua cơm mềm, giúp vợ bóc tôm còn đút tận miệng. Gần đây, nam diễn viên Lê Diệu Tường ít xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình. Thực tế, anh đã trở về Đại Lục để phát triển sự nghiệp, thường xuyên quay video giới thiệu những địa điểm vui chơi và ẩm thực nổi tiếng ở đó. Gần đây, Lê Diệu Tường đã cùng vợ đến giới thiệu một nhà hàng với các món ăn ngon như ruột heo hấp, lươn nướng nguyên con, tôm rang muối tiêu và còn giúp vợ bóc tôm, được khen ngợi là người chồng hoàn hảo. Khi đĩa cơm chiên được mang lên, anh hài hước nói nhất định phải thử món cơm mềm, vì đó là ước mơ cả đời của anh, tất nhiên chỉ là câu nói đùa. Người dân xung quanh và thực khách đều kéo đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng anh, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Không ngờ, Lê Diệu Tường lại nổi tiếng như vậy ở Đại Lục. Phương Lực Thân người dẫn chương trình TVB tại Thế vận hội mang phong cách lịch lãm tham dự lễ nhậm chức. Nghệ sĩ 44 tuổi Phương Lực Thân, Alex, gần đây được giao nhiệm vụ làm phóng viên đặc biệt của TVB tại Thế vận hội Paris, đưa tin trực tiếp từ các sân đấu lớn và phỏng vấn ngay sau trận đấu với các vận động viên của đội tuyển Hồng Kông và đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Nhờ kinh nghiệm của một cựu vận động viên cùng thái độ phỏng vấn chuyên nghiệp và ân cần, anh đã trở lại với sự yêu thích của khán giả và được cư dân mạng tán dương là phóng viên xuất sắc nhất.
Phương Lực Thân từng được bầu chọn là một trong 10 thanh niên xuất sắc nhất Hồng Kông và cũng từng đại diện cho Hồng Kông tham dự Thế vận hội. Vốn xuất thân từ gia đình có điều kiện, anh không chỉ đẹp trai mà còn đa tài trong lĩnh vực ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình, làm cho anh trở thành một trong những nghệ sĩ y hoàn hảo của làng giải trí. Gần đây, lễ kỷ niệm 10 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Chính trị Hồng Kông cùng lễ nhậm chức của Ủy ban điều hành khóa 6 đã diễn ra tại Vịnh Loan Tử. Angelababy Dương Dĩnh cũng tham dự buổi lễ và có thông tin cho rằng cô đã gia nhập hội và đảm nhiệm vai trò phó chủ nhiệm Ủy ban Công ích và Từ thiện. Một cư dân mạng cho biết đã thấy Phương Lực Thân tại sự kiện này, anh thân thiện giao lưu với mọi người tại buổi lễ và nhận được sự yêu mến lớn từ những người tham dự. Rất nhiều người đã chụp hình cùng anh, chứng tỏ sau Thế vận hội, sức hút của Phương Lực Thân đã đạt đến đỉnh cao mới. Cư dân mạng khen ngợi Phương Lực Thân không chỉ tài năng mà còn dễ mến. Phương Lực Thân hát rất hay và còn cực kỳ thân thiện khi chụp ảnh với chúng tôi. Anh ấy thực sự là một nghệ sĩ toàn năng, có thể hát, diễn xuất và phỏng vấn rất tốt. Phương Lực Thân là người phụ trách phỏng vấn vận động viên Phan Triển Lạc tại Thế vận hội Paris. Phương Lực Thân thử thách với 50 đô ăn khắp tim sa chủy, giá cả leo thang ở Hồng Kông, ngay cả du khách đến đây cũng than phiền rằng giá đồ ăn quá cao. Trên Siangun, Tiểu Hồng Thư xuất hiện rất nhiều hướng dẫn tiết kiệm chi phí khi du lịch Hồng Kông. Phương Lực Thân, người được mệnh danh là Đại gia ẩn mình và Món hời tỷ đô, gần đây đã quay video thử thách dùng 50 đô ăn khắp tim sa chủy. Anh mang theo tờ 50 đô đến khu chợ ăn uống tạm thời trên đường Hai Phong ở Sim Sa Tsui, chọn một quán trà kiểu Hồng Kông và hỏi ông chủ liệu với 50 đô có thể ăn no ở đây không. Ông chủ tự tin đáp, no. Chắc chắn no, kết quả là Phương nhìn vào thực đơn, thấy rằng một dĩa cơm cũng đã 58 đô, còn món phở xào bò khô thì 65 đô, rõ ràng vượt quá ngân sách. Anh đành gọi một tô mì hoành thánh giá 42 đô, không khỏi thở dài, với 50 đô ăn được gì đây? Không có gì cả. Trên thực đơn ghi rõ thức uống tính riêng, nước ngọt 10 đô một lon, Phương chỉ còn lại 8 đô, đành than, thức uống thì sao? Đừng nghĩ đến nữa. Vì không đủ tiền gọi thêm đồ uống, anh cười chua chát và nói đành phải uống nước dùng mì hoành thánh nóng hổi trong ngày hè oi bức. Hoặc ra siêu thị gần đó mua một chai nước. Cuối cùng, anh kết thúc video với câu, "Ê, bây giờ tôi mới biết ăn uống ở Hồng Kông đắt đến thế này." Anh còn nói bình thường mình cũng thực hiện chế độ nhịn ăn, chỉ ăn một bữa mỗi ngày, và giờ có lẽ phải chuyển sang 2 ngày ăn một bữa để tiết kiệm.